Dạ, kính chào quý cô chú và quý anh chị. Lời nói đầu tiên, Út Hà mến chúc quý cô chú và quý anh chị trong và ngoài nước, quý khán giả một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất nha. Thì hôm nay Út Hà có thay mặt Mạnh Thường Quân là anh Tôm Mì Phạm để trở lại phát quà của cái tháng 8 cho gia đình của cha con Ti và Vi nè. Cái tên tivi mà tivi phải tivi đời mới ngon rồi. Có bánh nữa nè, ăn bánh không? Nè, xé bánh ăn trước đi. Cũng một nồi trước đi ăn. Còn đây nữa nè. Nó ta ăn thèm kìa. Ừ, cho ăn trước đi. Xé trên nó miệng á. Ở trên nó miệng này nè. Cái quai này nè, xé cái răng cưa nè. Dạ, thì đây là hai cha con nè, bữa nay có đi bán không? Bán rồi hết rồi. Bán rồi hết rồi đó hả? Rồi ở nhà có ăn cơm không mà ăn đói hả Di? Ai dắt chưa muốn theo buồn miệng ăn vậy hả? Rồi anh hổm gài có về không? Bánh Abati được không? Bánh này ngon mà. Cái tay kia cầm không được luôn hả con? Rồi hồi tháng rồi cô Linh cho 1 triệu có mua gì ăn ngon ngon không? Ngon mà. Hả? Yeah. Cũng ăn dính dính vậy hả? Chứ không có ăn mua gì ngon cho nó ăn hết trơn hả? Cháu cơm hộp nha. Tại vì sáng mắt đi bán ha, mua cơm hộp ăn luôn. Tội nghiệp quá à, bé Di á, bị bệnh á, ngồi chỗ thì nè. Bữa hổm thì ba cha con, rồi thằng kia giờ nó đi đâu? Bắt ốc vàng, nó đi bắt ốc bu vàng đó hả? Ừ. Ăn kho ăn ha. Ừ. Đây thì nhà của cậu Di đây nè cả nhà. Nhà không có đàn bà thì nó còn vậy đó. Đó. Bếp nút nè, te tua hết trơn luôn nè. Ủa? Nhớ tôi không? Sao bữa nay mà ốm teo vậy? Hả? Vậy đó hả? Đứng lên ơi con, đứng lên ơi vàng. Nhớ không? Nhớ tôi không? Rồi hôm trần hổm tôi mua 2 chiếc chiếu rồi đâu rồi, để ngoài đó đó hả? Giấu 1 chiếc rồi, một ổ. Giấu rồi để là nó móc hết trơn luôn á. Cũng đi ngủ đi, chạy trong chiếc ngoài chiếc còn mà đem giấu lâu ngày nó móc hư trơn luôn á. Nay ổng đi làm nhà dưới Vĩnh Long á. À, tôi về đây phát quà tháng nè mà chưa có được cái gì trơn, mấy cái mới có mấy hoàn cảnh ở dưới điện về nữa rồi. Điện về dưới họp phụ huynh rồi. Nó tên gì mà chú Ti? Phèn. Phèn. Kìa nó nghe không nói phèn ngóc đầu rồi vậy kìa Phèn. Con ăn gì chưa? Hả? Ăn gì chưa? Ăn gì chưa? Chắc nó binh thằng Vi lắm ha. Ai câu cổ thằng Vi chịu không Vi? Nó chịu không Vi? Ai mà câu cổ nó chắc nó binh thằng Vi quá. Bữa nay nó ốm quá rồi đó nha. Bữa hổm ú lù à. Trời ơi, không có đồ ăn rồi, không chịu ăn đó hả? Không chịu ăn hay sao mà ốm vậy? Tay. Cũng lên. Ăn không? Biết ăn không? Không biết ăn rồi. Đâu bẻ ra thôi, bẻ ra ăn miếng thôi nó ăn rồi. Không biết ăn rồi. Rồi, lọt cái sàn luôn. Không biết ăn mà. Không biết ăn rồi. Không biết ăn. Không biết ăn là nó ăn rồi. Được cái này bán với số được nhiều không? 100 tờ chưa? 10 60 tờ. Vậy hả? Lời 50 ngàn vậy đó ha. Chứ mùa cái này mùa mưa mùa bão mà đâu có bán được nhiều. Có cây đu đủ đẹp quá ha, trái chùm chùm luôn kìa. Có chín lần nào chưa hay mới có lần đầu à? Chưa, ta xin nhiều. Ta xin thôi. Hả? Ta xin đó hả? Mày ăn bánh nữa hả? Chó ăn bánh. Nó không ăn rồi. Nó liếm nó.
Gì? Mắc cỡ không dám ăn hả? Nó không ăn rồi. Trời ơi, vậy là ông liếm cái nó nghe cái mùi đó ăn được nó mới dám ăn hả? Là nó sợ chết đó hả? Ở trò có kỹ dữ vậy? Chủ liếm một cái rồi nó nghe được vậy nó mới ăn. Đâu có hút nào đâu mà phụng hết. Ừ. Nhà ta ăn được có chết không? À. Gì? Dạ. Gì? Đó. Con biết hát không? Hát tặng khán giả ăn bài cho vui coi gì. Biết không? Thường thường có ca hát gì không? Có hả? Ừ, vậy hát bài coi, để lại đây không khí im quá trời luôn. Hát bài tặng đi, rồi bữa nay cô Linh không có xem, mai mốt cô Linh xem rồi có gì cái gặp cô Linh cho tiền hát tặng bài coi. Cô Linh bữa hổm cho con 1 triệu đó. Nay con hát tặng cô Linh đi. Bài sao không? Cái gì? Cái dâm đó. Ừ, bài nào cũng được, kệ đi. Con ra mặt mẹ con cứ gia đình đây. Có ca được. Có gì? Có nhạc mới ca được. Có nhạc mới ca được hả? Có chữ mới được hay sao? Con có học đâu, con biết chữ không? Con kìa. Hả? Con kìa, đi rồi. Ừ, con không có học, con ca trai đi. Chứ có chữ vô, có tiếng nhạc vô đâu có quay phim được. Đây, cô Ly nè. Dạ con nghe cô Út ơi. Con chạy lại nhà của thằng Di rồi. Cha con của thằng Di mà con. Dạ. Có gì không cô? Dạ. Tại không có ai coi hết trơn con. Dạ. Sao con? Dạ. 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 Thì hồi nãy con nói để như vậy đó. Dạ. Để hơi con điện thoại con nói không? Dạ. Con thấy ổng nằm ổng thích quá, ổng nằm kìa. Dạ. 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 Dạ đúng rồi, chứ để nằm ở dưới lạnh quá. Dạ. Con hỏi ổng rồi đó, cái ổng nói mới thay, ổng mới đái thay ra. Dạ. Hiện giờ con đang ở chỗ cha con của chú Linh nè. Linh TV. Dạ. 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 Dạ còn trăm con cũng cho chú đó luôn rồi đó. Cho cái ông mà ổng săn sóc đó. Dạ. 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 Mua cái niệm này dày hơn cái niệm bên chùa. Cái niệm này 300. Dạ còn 100 là con gửi cho chú đó nói. Dạ. Dạ. Dạ thì con nói thôi giờ để như vậy đi cho ông ngủ cho nó ấm áp chứ nằm dưới gạch lạnh lắm thiệt tình luôn á. Dạ. 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 Dạ dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Bữa hổm có 6 hộp rồi, chắc uống mau mà. Dạ. 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 Con không có trực tiếp cái này con quay à, tại vì con thấy nó không có thời gian không có lâu mình trực tiếp cái không ai coi. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ dạ rồi dạ. Dạ dạ. Dạ. Rồi dạ con. Dạ. 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 Rồi vậy nha cô. Dạ dạ. Dạ dạ. 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 Mấy người đó nó ghét con. Nó ghét con, nó còn nói luôn cho nó biết luôn. Dạ. 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 Dạ, cái nào phần dạ đúng rồi, cái nào ai cho con mới nhận chứ đâu phải là con. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi. Dạ. 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 Rồi, hát bài đi. Con lắm con ống hoài trời. Hả? Nó con lắm. Ăn cơm dữ lắm hả? Ừ. Đẹp trai ơi luôn á, căng bài ơi. Có con Phèn nó ủng hộ kìa. Đó. Phèn quay mặt qua quay phim ơi. Bữa hổm kêu quay mặt qua quay phim đó. Trời ơi, quay mặt qua quay phim đó hả? Đẹp trai rồi. Tự ái đó, tự ái đó. Trời mưa trời gió quá rồi nè, quay cũng không nghe nữa nè. Rồi sao biết hát không? Hát tặng giả một bài coi. Mắc cỡ. Mưa gió quá rồi, giờ mắc kẹt mắc mưa luôn. Cũng hết về được luôn. Có cây đu đủ nhà, như có của gia bảo cây đu đủ nè. Rồi mưa lớn quá rồi, ca hết nghe luôn rồi. Mưa đang hào hào luôn cả nhà. Mưa quá lớn. Trời đó. Gì? Trời đó. Mưa đủ trời cho hả? Ừ. Có đâu. Thì nó mọc lên là trời cho, đâu có trồng. Ba cha con ba nhánh hả? Ừ. Nó chia ra sẵn luôn, ba cho con ba nhánh luôn, sức ngang luôn hả? Ở sớm ta lại xin ăn không hả? Bán cái số đi bán ở đâu? Xuống bánh đò đó ha. Buổi sáng, buổi chiều có mình lấy rồi mình có ra bán không? Sáng ngày đi bán. Ừ quên nữa, bữa nay là tới tháng 8, Úc Hà thay mặt anh Tôm Mỹ Phạm đến đây cho hai cha con một phần quà. Dạ. Có gạo nãy 10kg đó xách. Dạ. Vô đó, với lại cũng ở đây là nước tương, nước mắm, dầu ăn, rồi nước rửa chén, xà bông giặt đồ, rồi mì, đường, bột ngọt. Mua dạ. Thêm cho thằng Duy mấy cái bánh trùng hợp. Dạ. Đó thì Út Hà cũng thay mặt hai cha con gửi lời cảm ơn anh Tôm Mỹ Phạm rất là nhiều. Dạ. Ha. Dạ. Bây giờ trời mưa rồi không có đi ra về được luôn. Mưa quá lớn luôn mà nè. Đó, mưa hơi bớt mưa lên mưa cho con đi về nữa. Giờ là cả như là rồi ngưng luôn rồi, không đi nữa, không đi hoàn cảnh được nữa rồi. Đi nếp. Hả? Ừ. Rồi thôi Út Hà xin kết thúc video đây nha. Mến chúc quý cô chú, quý anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Chứ bây giờ trời mưa này nói chuyện cũng không nghe. Dạ. Thôi Út Hà xin tạm biệt nha. Bye cả nhà ơi.